các bạn trở lại với kênh Nhíu Cà Va To. Buổi sáng chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Ở trong video ngày hôm nay là chiếc xe công nông ba bánh tự chế của chúng ta đang chở một thay gạch đi vào cái công trình xây dựng ở trong cái trang trại. Vì đường nó mới mưa xong nên là khá là lầy lội, nên chiếc xe của chúng ta di chuyển khá là chậm chạp. Các bạn xem video thấy hay và có ý nghĩa thì cho tôi xin một like, một đăng ký nhá. Vì cái khay gạch này là người ta xếp nó thành hình vuông nên là nếu đi mà sóc thì nó sẽ xô nó văng xuống đường. Nên hôm nay bác tài xế của chúng ta đi khá là chậm chạp. Và tôi đang điều khiển chiếc xe Abarth để đi theo chiếc xe này nhé.